Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì như các bạn đang thấy ở trên tay tôi đây, trước mặt các bạn đó chính là một chiếc hộp bằng gỗ của Patek Philippe. Tuy nhiên là trước khi mở hộp thì tôi sẽ bật mí một chút về chức năng của chiếc đồng hồ này. Khoảng một năm trước thì tôi có review một chiếc đồng hồ Patek Philippe 5980R, là một chiếc Nautilus Chronograph. Thì chiếc đồng hồ trong hộp ngày hôm nay có một điểm chung, và đó chính là cùng chung chức năng Chronograph, cùng chung bộ máy. Tuy nhiên có một chút khác biệt về lớp vỏ cũng như là ngoại hình của chiếc đồng hồ này. Vâng, và như các bạn đang thấy đây, đây chính là chiếc đồng hồ Patek Philippe 5960R, có lớp vỏ bằng vàng hồng. Đó, có chức năng Chronograph, lịch thường niên. Đây chính là chiếc đồng hồ 5960R. Với mặt số là màu xám lông chuột được trải xước rất là đẹp và đều, thì rất là ấn tượng. Lớp vỏ bằng vàng hồng 40mm. Đó là những gì mà chúng ta có thể nhìn khái quát ngay từ những phút đầu tiên. Và sau đây thì chúng ta hãy đi sâu vào chi tiết của chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này với chức năng là Chronograph, tuy nhiên là với cái dáng vỏ như các bạn đang thấy, nó khác với cả Nautilus 5980R. Và ở cuối video này tôi sẽ so sánh qua về dáng vỏ cũng như là lên tay hai chiếc đồng hồ 5960 và 5980, để cho chúng ta có một cái nhìn tổng thể nhất về hai chiếc đồng hồ tự động với chức năng Chronograph của Patek Philippe này các bạn nhé. Đầu tiên thì về mặt số của chiếc đồng hồ này, như các bạn đang thấy thì nó được làm rất là đẹp, với màu xám lông chuột được trải xước từ trên xuống dưới, từ góc 12 giờ xuống 6 giờ. Tiếp đến thì với ba ô lịch này, như các bạn đang thấy này, đây là lịch thứ này, ngày này và tháng, thì là thể hiện cái lịch annual calendar, đó là lịch năm, một năm chỉ phải chỉnh lịch một lần mà thôi. Đó, ở đây chính là cái chức năng Chronograph, vòng đồng hồ con dóc 6 giờ này, đấy chính là chức năng Chronograph. Và cái kim mà chúng ta thường nhầm lẫn là kim dây thì chính là cái kim để đếm giờ đấy. Đây, tôi sẽ thử cái chức năng này cho các bạn xem các bạn nhé. Đó, đây, như tôi bấm này, dừng. Tôi đã bấm dừng của chiếc đồng hồ này và bây giờ tôi sẽ reset cho các bạn xem. Đấy. Đó, tất cả quay về vị trí ban đầu, kể cả hai cây kim nhỏ ở đồng hồ góc 6 giờ. Tôi sẽ khởi động lại này, đó, cây kim bắt đầu chạy, đếm giờ. Ở vòng tròn ở trong thì đó là đếm theo tiếng, ở vòng tròn ở ngoài là theo phút. Đó, tiếp đến thì là các bạn có thể nhìn thấy ở góc 12 giờ bên dưới cái ô lịch ngày, đó chính là có một cái đồng hồ con báo cót trừ và cộng. Khi tôi vê núm này lên để lên cót cho đồng hồ thì cót sẽ chuyển, cái cây kim sẽ chuyển dần dần từ trừ sang cộng. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đúng không ạ? Tiếp đến là mặt sau của chiếc đồng hồ, thì đầu tiên đó chính là cái khóa. Rất nhiều người Việt Nam cũng như là nhà sưu tầm trên thế giới thích Patek bởi vì cái khóa hoa thị này rất là đẹp, trang nhã và rất là sang trọng nữa. Đó, bên trong của chiếc đồng hồ, đây chính là cỗ máy CH28520 với tính năng lịch thường niên kèm với chức năng Chronograph. Đó, độ hoàn thiện thì rất là cao. Vâng, và cuối video này thì tôi sẽ lên tay chiếc đồng hồ để các bạn có thể cùng cảm nhận. Cổ tay tôi là dạng tròn 16,8cm,
chu vi 16,8 cm, và chiếc đồng hồ này thì có đường kính là 40,5 mm. Có thể thấy được là lên tay tôi thì khá là vừa vặn, đúng không ạ? Khá là đẹp, không bị quá to, không quá nhỏ, tay càng thì không bị trồi ra quá nhiều. Lên tay. Có một câu hỏi thường xuyên hỏi nhắn tin đến fanpage của chúng tôi hay là email đến Gia Bảo Luxury, đó chính là cùng với chức năng ChronoGraph thì chúng ta nên chọn 5960 hay là 5980. Cái cảm nhận của tôi khi so sánh chiếc 5960R và 5980R thì hai chiếc đồng hồ này thì có chung bộ máy là 28-250 và với chức năng ChronoGraph. Tuy nhiên là chiếc 5960 này có phần phức tạp hơn với lý do là nó có tích hợp chức năng lịch thường niên, bao lịch thường niên cùng kim báo cóp, thời lượng cóp. Thì cảm nhận của tôi ấy, là chiếc đồng hồ này có phần phức tạp hơn. 5980R chỉ đơn thuần là có chronograph và một lịch ngày mà thôi. Thì với những người mua một chiếc đồng hồ có nhiều chức năng phức tạp, dáng vẻ cổ điển, lịch lãm mà không bị quá thể thao, cũng như là chúng ta đang nói là về DNA của Patek lịch lãm sang trọng ấy, thì chúng ta chọn 5960. Còn nếu như chúng ta thích những cái phong cách mà nó thể thao, nó đang là trend, nó đang là thời thượng, đang là hot trong những năm 2018, 2017, 2018, 2019 thì chúng ta chọn Nautilus 5980. Tuy nhiên là giá thành của hai chiếc đồng hồ này bây giờ tranh nhau khá là cao. Mặc dù là 5960 phức tạp hơn 5980, nhưng giá của 5960 nếu mà cùng tình trạng là thấp hơn 5980 khoảng từ 15.000 đến 18-20.000, thậm chí là 20.000 đô luôn. Theo tôi thì các bạn thích cái phong cách nào thì chúng ta chọn phong cách đó, cổ điển lịch lãm 5960, khỏe khoắn thể thao 5980. Đó, cái đấy là cái quan điểm của tôi. Còn nếu mà cá nhân tôi thì tôi thích 5980 hơn, đương nhiên rồi, vì tôi thuộc tuýp người trẻ năng động, cũng như là thích Patek theo phong cách nó hiện đại hơn là một chiếc theo phong cách traditional.